cạnh các hoạt động, các chương trình nghệ thuật đặc sắc, những không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống cũng là một điểm đến bạn không nên bỏ qua khi đến Huế mùa lễ hội. Không chỉ được tham quan, ngắm nhìn, bạn còn có thể tham gia trải nghiệm các ngành nghề thủ công truyền thống cùng các nghệ nhân. Cẩm Nang Trẻ sẽ cùng các bạn khám phá một không gian như vậy. Huế là mặt đất chứa đựng nhiều câu chuyện lịch sử, văn hóa gắn liền với sự phát triển của đất nước. Cùng với những vẻ đẹp riêng có của cảnh sắc, thì tinh hoa của từng làng nghề truyền thống đã níu chân du khách gần xa. Bằng hình thức tham quan trải nghiệm thú vị, nhiều không gian làng nghề truyền thống Huế đã được đến gần hơn với đông đảo du khách và đặc biệt là những người trẻ vào dịp lễ festival này. Bên cạnh những cái hoạt động văn hóa nghệ thuật của tuần lễ Festival Huế thì không gian nghề truyền thống Huế đã rất là chỉnh chu trong cái quá trình chuẩn bị trang trí rất là nhiều sản phẩm thủ công tinh tế. Mỗi một cái nghề truyền thống mình đều có những người nghệ nhân trình diễn cũng như là truyền tải những cái thông điệp về làng nghề. Những cái không gian như thế này không chỉ là nơi để cho các vì du khách đến tham quan và trải nghiệm mà còn là nơi dành cho những người nghề những trẻ có thể tiếp tục nuôi dưỡng nghề truyền thống Huế. Trải qua bao biển động thăng trầm của thời gian, có những nghề thủ công truyền thống dường như bị mai một dần. Thế nhưng lòng yêu nghề của những nghệ nhân đã góp phần phục hồi và mang các sản phẩm truyền thống song hành với nhịp sống hiện đại. Trong không gian văn hóa lục bộ, các sản phẩm thủ công và làng nghề truyền thống được sắp xếp một cách tinh tế, gần gũi và mang một nét hoài cổ của mặt đất cổ đô. Đến đây, du khách hấp dẫn bởi các sản phẩm nghệ thuật được thổi hồn từ đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân. Lắng nghe câu chuyện nghề và tìm hiểu cách làm ra một sản phẩm thủ công luôn là điều thú vị đối với những người trẻ. Qua đó giúp họ càng hiểu thêm những vất vả của người làm nghề và trân trọng hơn những sản phẩm thủ công. Trong những cái làng nghề truyền thống thì mình cảm thấy là làng nghề non lạ là một cái nghề rất là công phu. Bởi vì các nghề nhân rất là kỳ công khi mà có thể vẽ nên được những chiếc nón lạ đẹp như thế này và có thể thậm chí là họ đã bỏ những bài thơ vào trên chiếc nón lá. Làm cho chiếc nón trở nên rất là cô hồn. Tuần lễ Festival Quốc tế Huế năm 2024 cũng là một dịp đặc biệt để nghệ nhân trẻ có cơ hội phô diễn tài năng với nghề. Với họ, đó không chỉ là tình yêu mà còn là sự mình gìn giữ và lan tỏa. Từng tham gia nhiều triển lãm và liên hoan diều ở các tỉnh thành khác nhau, những con diều mang hình dạng độc đáo của nghệ nhân Tôn Thất Hiếu đã tạo nên điểm nhấn ấn tượng và lạ mắt. Trong các kỳ festival thì lượng khách du lịch trong nước và ngoài nước thì họ muốn đến đấy để trải nghiệm các làng nghề, trong đó có làng nghề diều. Thì mình cũng rất là may mắn khi được làm cái cầu nối để cho mọi người được trải nghiệm các làng nghề đó. Khi mọi người tham gia trải nghiệm cảm thấy rất là vui. Và đó là một trong những cái động lực mà giúp cho thế hệ trẻ của mình bảo tồn và phát huy cái làng nghề truyền thống ở Huế. Mỗi nghệ nhân đều dành rất nhiều tâm huyết mang đến nhiều trải nghiệm lý thú từ chính nghề truyền thống của địa phương. Đây là một cách làm hay cho sự phát triển làng nghề với hình thức du lịch trải nghiệm. Từ đó, nhằm tôn vinh khơi gợi niềm yêu thích của người trẻ với văn hóa truyền thống Việt Nam. Ở nhà thì mình cũng xài rất là nhiều hương rồi, nhưng mà mình chưa có tận mắt thấy được là cách làm hương của các nghệ nhân ở đây. Ngày đầu mình ra Huế thì mình cũng được dịp xem nghệ nhân làm hương, thì mình thấy cái nghề hương này nó rất là tỉ mỉ, cũng là một cái nét văn hóa của Việt Nam. Bằng tình yêu và niềm đam mê, những nghệ nhân đất cổ đô đã và đang gìn giữ, bảo tồn những giá trị của làng nghề truyền thống đáng trân quý. Không gian trưng bày trải nghiệm làng nghề trong dịp lễ festival cũng đã giúp mỗi người trẻ có thêm cơ hội để tìm hiểu, khám phá về những giá trị văn hóa truyền thống Huế.